Hôm nay nhà đất Như Ý đem lại cho tất cả quý anh chị gần xa một cái mảnh rẫy cực kỳ là đẹp nha mọi người. Đứng trên cái mảnh đất này mà ngắm được hết cái vẻ đẹp xung quanh cũng như trên cái mảnh đất này thì khá là tuyệt vời nha. Cái mảnh đất này hiện tại đang có diện tích là 40 hecta. 40 hecta này được một cái là đất tương đối là thoải và bằng, rất là đẹp. Chỗ nào đất dốc là của người ta, còn chỗ nào đất bằng và hơi thoải lại một chút xíu là của bác chủ nha. 40 hecta này hiện tại đang được tọa lạc tại huyện Đắk Song của tỉnh Đắk Nông. Ở bên ngoài thì đất là chính xác là 40 hecta, trong sổ thì 35,7 hecta. Số đất còn lại thì đang là đất ao sình và bác chủ chưa có đo, chưa có vào sổ nha mọi người. Trên đất bác chủ là một cái ao tuyệt là đẹp như trên live cam của Như Ý mọi người đang nhìn thấy nè. Nếu xa xa mà mọi người nhìn cái ao, mọi người sẽ lộn ngay với cái mặt view hồ nha, nhưng không phải nha. Bây giờ Như Ý sẽ lướt sơ qua một chút xíu trên cái ao bác chủ đã làm cho mọi người nhìn nè, rất đẹp luôn nha mọi người. Cái mảnh đất này nó đẹp ở đây một cái là xung quanh đất dốc thì không phải đất của mình, mà đất bằng và thoải như thế này thì lại là đất của bác chủ hết luôn. Và hiện tại đất đang ôm 100m là mặt tiền đường cấp phối lớn, cách đường bê tông chỉ có 500m và đường đang rộng 6m cho nên ô tô ra vào được tận nơi. Ở phía trên mặt tiền đường bác chủ đang cho người dân thuê để mà trồng bắp cải cho nó sạch đất và tuyệt là đẹp như thế này nè mọi người. Đây là cái hình video thực tế nhất mà Như Ý đứng và quay nè mọi người. Đó, đang trồng bắp cải như thế này, đất cực kỳ là bằng, thoải lại, chất đất là đất đỏ ba gian, tơi xốp, không hề có sỏi đá luôn. Mọi người nhìn sơ qua cái khung cảnh xung quanh này khá là mê luôn. Đặc biệt cái khí hậu ở trên này nó lành lạnh, mát mát giống như Đà Lạt vậy. Cho nên là mọi người ở trên này và có một cái vườn trái cây ăn trái như thế này tuyệt vời luôn. Trên đất của bác chủ hiện tại thì bác chủ đang trồng là 1.300 cây sầu riêng và có kèm theo 1.000 cây bưởi da xanh và có thêm được 1.600 cây cà phê và 2 hecta là mít thái. Ngoài ra thì có khoảng độ là 300 cây bơ búc và còn 10 hecta còn lại thì bác chủ đang cho thuê, đang để đất trống và cho thuê trồng cải như thế này nha quý anh chị. Một cái mảnh đất mà làm hoa màu tuyệt là đẹp luôn. Nói chung là Như Ý đi vào trong cái mảnh đất này là Như Ý nhìn là khá là mê. Trên đất có nhà cửa, điện nước đầy đủ luôn cho mọi người. Và đất nằm trong khu vực là có dân cư sinh sống nha quý anh chị. Trên đất thì có mấy căn nhà ở trong rẫy luôn. Và có một cái trại dê thì đã có điện sinh hoạt và có bốn cái hồ lớn khoảng độ là 3 hectare ta nha quý anh chị, ống máy tưới đầy đủ luôn. Khu vực này là khu vực bưởi da xanh của bác chủ này mọi người, thì nó có khoảng độ là 1.000 cây bưởi này đang trong một cái nguồn thu rất là mạnh. Tất cả các loại cây trồng trên đất của bác chủ thì cực kỳ là đẹp nha mọi người, nó nhờ cái chất đất cũng rất là tốt luôn. Bác chủ già rồi, bác chủ không muốn làm nữa cho nên là muốn bán lại cái mảnh vườn tâm huyết này cho anh chị nào mình cảm thấy hợp với túi tiền và cảm thấy nó hợp với hộ gia đình của mình. Còn nếu anh chị nào cảm thấy không hợp thì mình có thể tìm kiếm những mảnh đất khác trên kênh của Như Ý hoặc là trong các bạn môi giới khác nha. Ngoài cái vườn bưởi 1.000 cây bưởi da xanh này ra thì bác chủ có khoảng độ là 1.300 cây sầu riêng, trong đó có 500 cây đã cho một cái nguồn thu rất là mạnh nha mọi người. 800 cây còn lại thì mới tới năm thứ tư và năm thứ năm thì chuẩn bị là bắt đầu sang năm là đã cho thu bói hết rồi nha mọi người. Đây là cái khu vực sầu riêng của bác chủ nè, sầu riêng trên đất cực kỳ là đẹp. Nói chung là cái mảnh rẫy này thì mọi người không chê cây trồng vào đâu được, khá là đẹp luôn. Cái đuôi đất của nó là nó nằm hầu như là mọi người nhìn đường bê tông là đã thấy cái đuôi đất là giáp đường bê tông luôn rồi. Nhưng mà nếu mà để đi vào tận trong cái nhà này thì nó mất tầm độ khoảng 500m. Xung quanh nhà này thì trong căn nhà này có một cái trại dê và bác chủ để một cái sân phơi rất là rộng luôn nha quý anh chị. Cho nên mọi người ở được ok luôn. Hoặc anh chị nào muốn đầu tư để mà sau này dưỡng già thì cái vườn này nó cho thu khá là ổn định. Còn khu vực này là khu vực ao của bác chủ thì nó rộng tầm độ khoảng 3 hecta. Ngoài ra thì có 2 hecta mít nữa nha mọi người, đang cho thu bói và có 300 cây bơ búc.
Đó, như cái này là bác chủ tự làm và tự đắp hết luôn. Giá của bác chủ đang đưa ra cho cái lô này là 45 tuyển nguyên một lô nha. Giá này thì có thương lượng, nhưng mà quý anh chị nào mình cứ coi đất, mình ưng đất thì sẽ thương lượng được với giá cả bác chủ, vì do bác chủ ở xa, bác chủ không có ở tại chỗ này nha mọi người. Và hiện tại thì cái mảnh đất này đang cách cái khu vực mà đông dân cư, cái khu buôn bán tiện ích nhiều nhất cho mọi người mua sắm á, chỉ có mất 2 cây rưỡi, cách quốc lộ 14A và chợ, trường học, ủy ban nhân dân xã là 4 cây rưỡi. Còn mọi người muốn đi từ thành phố Gia Nghĩa mình đi lên trên tới mảnh đất này rất là gần, chỉ có 16 km thôi. Còn cách Sài Gòn là 240 cây nha quý anh chị. Cách sân bay của Buôn Mê Thuột là 115 km. Nói chung là đất này thì được bác chủ gửi chính chủ luôn. Còn quý anh chị nào thật sự mình là khách, mình thiện chí muốn mua thì mình cứ tới xem đất, bởi vì bác chủ cũng không muốn tiếp môi giới nhiều về cái đường xá xa xôi và thời gian mất rất là nhiều, cho nên là bác chủ cũng không có muốn làm việc qua nhiều. Cho nên bạn môi giới nào muốn kết hợp thì mọi người cứ liên hệ với Như Ý để tới đất xem đất, khi nào mà khách quyết định mua đất thì bác chủ mới gặp và để mà trao đổi nha quý anh chị. Rất mong được sự yêu quý và sự ủng hộ của tất cả quý anh chị gần xa cho nhà đất Như Ý xin một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ để ủng hộ kênh cho em, cũng như là anh chị cô chú nào mình có thiện chí quan tâm thì mình cứ gọi trực tiếp cho Như Ý hoặc là kết bạn trực tiếp qua Zalo với em để mà dễ trao đổi tất cả các thông tin, cũng như là trên cái YouTube này thì mọi người bình luận thì nó hay bị trôi cái bình luận, và bên nhà đất Như Ý sẽ không nhìn thấy được cái bình luận của mọi người, cho nên rất mong quý anh chị mình thông cảm cho bên em nha. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video này của em. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp lần sau. Còn Như Ý vẫn để cái video của mình để cho mọi người coi thẳng ở trong cái vườn sầu riêng này. Đây là Như Ý đi sâu vào trong cái mảnh vườn luôn. Sầu riêng đều tăm tắp, cực kỳ là đẹp. Cho nên là mọi người nếu như mà cảm thấy hợp với túi tiền của mình và nó ok với hộ gia đình của mình thì mọi người cứ tới xem thử nha. Em cảm ơn mọi người và chào tất cả mọi người nha.